AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello anh em, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay số 3 sẽ giới thiệu anh em một con game chiến thuật có tên gọi là Coast Doom Days, một con game lấy đề tài sinh tồn sau tận thế. Với sự nói chung đại loại thì cái chủ đề game này là thế giới một ở thế giới một tương lai và đang có một cái loại virus và khiến con người bị tàn phá đấy, và tất cả những người sống sót sẽ phải học cách thích nghi và sinh tồn trong một cái thế giới đây các bạn thấy là mình đang có một nhân vật như này, chúng ta sẽ học cách thích nghi và sinh tồn đấy, và chúng ta sẽ và loài người đã thành công trong việc nghiên cứu một cái thành công một cái loại vaccine, nhưng mà nó biến những cái con quái vật trở thành những cái con dị nhân. Ôi như kiểu con này này, con khỉ đột này này đây, ui né, ui mình thật ra mình cũng chưa hiểu lối chơi game này lắm, bây giờ chúng ta sẽ phải chơi đã. Nhưng mà đại loại là các bạn thấy là chúng ta sẽ có một con game đồ họa 3D. Thật ra nó cũng không phải đồ họa thì cũng phải quá đẹp nha. Thôi, lúc sau bức tường. Thôi, lúc sau tường là dở rồi em ơi, thôi sao, toàn. Ui, con này con như kiểu con khỉ đột nhỉ, nó bị đột biến đi anh em. Game này nó gọi là Mutant hay gọi là dị nhân. Ở đây, có người cứu đây rồi anh em ơi. Một em cái. À cái này là em ý bắn vaccine này, đúng không? Đây là vaccine này chúng ta này. Tức là có những con quái này đúng không? Và chúng ta sẽ bắn vaccine vào nó đúng không? Đây, có một cái loại thuốc như này. Bắn vào mồm nó. Nằm luôn rồi. Đấy, đại loại là chúng ta sẽ có một loại virus biến đổi thành những cái con dị nhân như này đúng không? Và chúng ta sẽ có vaccine để chữa trị hay gì đó. Ui, gắt. Rồi, như vậy là mình vừa bắn hạ con gục này. Mình cứ tưởng lúc đầu là mình cứ tưởng cái con Coast Doom Days này nó như kiểu là một con game bắn súng cơ. Nhưng mà thật ra nó không phải game bắn súng nha anh em nhé. Nó là một con game chiến thuật. Các bạn, đây, chúng ta sẽ làm quen với nhau này. Bỏ qua cái phần này đi. Rồi, tiếp tục. Đó, chúng ta sẽ có một cái map này di chuyển. Cái con Mutant lúc nãy mình vừa bắn ấy, nó sẽ bây giờ nó sẽ là phục vụ mình. Đây cũng là đặc điểm của con game này, tức là các bạn sẽ không như con game chiến thuật khác thì các bạn xây dựng nhà cửa rồi chiêu mộ những người sống sót tạo thành một tổ đội anh hùng không? Nhưng mà con game này thì nó sẽ là đi thu phục mấy con dị nhân ấy. Đây mình sẽ đi bắt mấy con này này, đi bắt mấy con dị nhân này. Đây là một con cua đúng không? Đó, chúng ta sẽ bắn để thu phục. Đấy, các bạn sẽ bắn vào người, chỉ bắn chúng là người nó. Boom. Đơn giản là vậy thôi. Tức là đây là những con quái cơ bản thì mình sẽ dễ dàng thu phục của nó nhá. Còn về sau ấy sẽ có những con quái thú nó khó hơn thì chúng ta phải dùng những cái loại thuốc khác nhau. Và cái việc bắt mấy con gọi là dị nhân này này, nó không phải nhân, không thể gọi là dị nhân được, mấy con quái vật này này, thì thông qua việc là bắn cái lọ vaccine vào. Đấy, bây giờ mình có hai con quái nó đi theo mình này. Đây chúng ta sẽ có phần Mutant. Đấy, nó gọi là Mutant này. Và các bạn để nâng cấp cái Mutant của mình lên. Mutant thì dịch là dị nhân đấy anh em, nhưng mà đây có phải người đâu mà là gọi là dị nhân, mình cứ gọi là Mutant thôi. Thì là những con quái vật này. Đấy, sau các bạn để nâng cấp này lên, xây dựng tổ đội dựa trên những cái con quái vật các bạn thu thập được. Đấy, con game này, con Coast Doom Days này nó như vậy anh em ạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ bắt một con chim này, Bluebird, Green Bluebird, là một con chim xanh khổng lồ. Đấy, tức là con game này ban đầu thì nó chưa vào ngay cái phần gọi là xây dựng phát triển đâu, mà nó đây là gọi là ban đầu thì anh em sẽ học cách đi thu phục Mutant. Đấy, chúng ta sẽ có những cái lọ vaccine như này thì các bạn hãy nâng cấp. Đây mình sẽ để cái khung này ra cho anh em dễ nhìn ở thằng góc này nhá. Rồi đây mình thu thập được một con chim xanh khổng lồ qua đội hình của mình. Đấy, đi thu phục đã. Các bạn, đây là kiểu thời gian ban đầu ấy thì các bạn thấy là mình chơi khá là dễ, nhưng mà về sau ấy thì nó sẽ khó hơn để trong việc thu phục. Đấy, ba con thú chạy theo nhìn buồn cười nhỉ. Rồi chúng ta sẽ về đến cái
căn cứ của các bạn. Thì trong cái phần căn cứ này thì anh em có thể xây dựng và phát triển rất là nhiều công trình khác nhau. Đây, phần căn cứ. Ui, căn cứ đang bị tấn công này, chúng ta sẽ phải tiêu diệt mấy con quái vật này, quái vật đang tấn công căn cứ của mình. Đó, chúng ta sẽ sử dụng chính cái mô thần các bạn thu phục để tiêu diệt những cái con mô thần khác. Đấy. Nói chung là đại loại trong công việc của anh em ở trong cái con game Code Doom đây này, đó là đây, chúng ta sẽ xây dựng đội hình này, đi thu phục mô thần, xây dựng đội hình xung quanh mô thần và chiến đấu. Đấy, sinh tồn và sống sót, khá là hay. Cái chủ đề ấy, cái chủ đề nó khá là hay. Đây, chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Mình khá là ấn tượng với cái phần đồ họa của con Code Doom đây này. Các bạn, đây chúng ta sẽ, các bạn hãy nhìn thấy cái, nó làm cái mức độ phá hoại của con game này nó đây, nó rất là thật luôn nhé. Đây, chúng ta sẽ có một bản đồ đây, bạn thấy không? Các bạn nhìn này, đấy, những cái công trình nó bị phá hủy này, nó làm rất là thật luôn. Các bạn hãy click vào avatar của từng con mutant để sử dụng kỹ năng nhé. Tất nhiên là sau này thì có cái chữ auto kìa, thì sẽ có auto thôi. Đấy, nhưng mà đấy, các bạn hãy tự tay di chuyển rồi sử dụng kỹ năng của mutant, điều khiển bằng tay cũng được, hoặc là sau này anh em có thể sử dụng auto. Đấy, các bạn phá hủy nhà này, nó làm rất là thật, nó khiến như kiểu đúng là trận chiến của những con quái thú khổng lồ mà ở đó thì loài người rất là nhỏ bé. Đấy, phá hủy nhà cửa, đấy, phá nhà này, mình đánh giá khá cao ở cái phần tương tác vật lý ở trong cái đồ họa của con Code Doom đây này, là rất là hoành tráng luôn, đúng là trận chiến của những cái con quái thú khổng lồ, rất là phê luôn ấy. Thì đây là điểm mình ấn tượng đối với con Code Doom đây này. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, mình sẽ đi thu phục con này, bắn nó thuốc này. Bùm. Nói chung là mấy con thú ban đầu này thì nó cũng khá là dễ thu phục thôi. Sau có những con quái thú khác ấy thì nó sẽ phức tạp hơn. Rồi, nó bỏ chạy cơ. Rồi, chúng ta sẽ đi xây dựng phát triển công trình. Đây, căn cứ của mình đã sạch bóng mũi thần rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi nâng cấp. Rồi, chúng ta sẽ đi sửa cái cánh, cái tường đã, tường này để chống mấy con mũi thần ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng thêm các công trình. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống nhiệm vụ. Thì ban đầu anh em đi làm nhiệm vụ đã, để thứ nhất là làm quen với các tính năng, thứ hai là thông qua nhiệm vụ này thì cũng giúp anh em lên cấp, mở khóa các phần cốt truyện mới. Chúng ta sẽ có sân bay này. Đây, chúng ta sẽ có phần sân bay, máy bay này để các bạn đi khám phá các khu vực xung quanh. Đó, chúng ta sẽ có rất nhiều khu vực xung quanh này, các bạn đi khám phá, đi kiếm tài nguyên hoặc là đi săn bắt mô thần. Game này nó sẽ đi, đây chúng ta có một con mô thần mới này, chúng ta sẽ đi radar quét ạ. Đấy, như mình đã nói, nhiệm vụ của anh em ở game này nó là đi săn mô thần, kiếm tài nguyên, săn mô thần và sinh tồn sống sót. Rồi, sẽ đi bắt nó này. Tục tục bắt lại một con này cũng như cả con cua tiếp. Đó, chỉ cần bắn chúng thôi. Như mình đã nói thì về sau ấy, có những nó sẽ chia cấp mô thần. Có những con mô thần cấp cam ấy thì nó sẽ khó bắt hơn. Các bạn sẽ cần thuốc xịn mà nó có tỷ lệ. Nếu các bạn bắn hai lần mà không bắt được thì nó sẽ bỏ chạy, kiểu thế. Rồi, chúng ta sẽ về thành này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Đấy, game này thì nó hiện tại thì con game này mới chỉ trên Android thôi các bạn nhé, và cũng chỉ chơi trên điện thoại thôi, chứ chưa được bản giả lập đâu, và nó cũng mới chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, chúng ta sẽ đi scout, tức là đi khám phá xung quanh cái map của bạn, kiểu như vậy thôi. Đây, chúng ta sẽ có những cái map nó rất là rộng nha, các bạn để zoom gần zoom xa. Đấy, đi bây giờ nó bảo mình đi bắt thêm một con quái vật, chúng ta sẽ đi tìm con quái thú. Đây, mình có những con ma thần mu thần nha, sau này có thể nâng cấp lên. Phần danh sách thì nó chưa mở nên mình chưa biết được. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ các bạn nhận thưởng. Game thì cũng có hệ thống VIP nhé các bạn nhé. Game có hệ thống VIP và các bạn phải cày điểm VIP này. Tất nhiên là nạp thì nó nhanh hơn, còn cày thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, chúng ta sẽ đi tìm, các bạn phải nhìn trên bản đồ để các bạn xem là chỗ nào có con quái thì các bạn sẽ đi bắt. Đây, mình có con quái màu cam này. Đây, quái màu cam nha anh em nhé. Quái màu cam thì nó sẽ khó bắt hơn rất là nhiều. Thì đây có, ở đây vẫn bắt được dễ này. Con này vẫn có tỷ lệ bắt chúng. Ok, mình bắt được một con ong khổng lồ luôn. Đấy, game này thì toàn tồn tại những con quái thú khổng lồ anh em ạ. Và các bạn sẽ phải đi bắt nó bằng cách là sử dụng vaccine.
Nói chung thì chủ đề của cái con Code Doomsday này cũng được. Và ban đầu lúc tưởng đầu mình thì tưởng là game kiểu dạng game bắn súng sinh tồn cơ, nhưng mà thật ra thì nó là game chiến thuật và đi săn bắt quái thú đấy, kiểu kiểu như thế. Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này, rồi chúng ta sẽ nhận thưởng đây. Và đừng quên hãy các bạn sẽ xây dựng và nâng cấp các công trình như này, giúp các bạn có tài nguyên này, rồi nâng cấp quái thú các bạn lên. Đây chúng ta sẽ có một cái trạm như thế này. Đấy, tiếp tục đi chiến đấu. Đấy, cử quái vật đi chiến đấu, mở thu thập tài nguyên, chiếm lãnh thổ kiểu kiểu này. Đây mình sẽ bật auto lên nhé. Thật ra đấy thì anh em phải auto lên thôi. Đúng là cái mình thích nhất ở con game này đó là việc là thứ nhất là thu thập quái vật này khá là lạ. Thường thì các game sinh tồn khác thì kiểu thu thập người sống sót thôi, những cái hero thôi, nhưng game này là thu thập quái vật và chiến đấu. Thứ hai là cái phần chiến đấu game nó làm cái hiệu ứng vật lý khá là thật luôn. Các bạn sẽ thấy được cuộc chiến của những, đúng là của những con quái thú khổng lồ luôn, đánh rất là đã đó. Sau này thì anh em sẽ phải nâng cấp quái vật của các bạn lên nhá, thì phải nâng cấp lên thì mới chiến đấu được. Rồi, cũng phải nâng cấp. Ui, nó đánh rất là đau luôn. Con chim của kia mình yếu nhỉ, nó đi còn nửa máu rồi. Ở đây mình không thấy cái nút tăng tốc, cảm thấy nhịp độ chiến đấu thì nó vẫn hơi chậm một xíu, nhưng mà không sao. Rồi, nói chung là những cái ban đầu thì game chơi nó cũng khá là dễ thôi, về sau thì nó mới khó hơn ấy. Đấy, bắt cái quái vật rồi tiếp tục đi làm thôi. Đây chúng ta có danh sách quái vật này các bạn nè. Sau này có thể nâng cấp lên, nâng level này, rồi tiến cấp các kiểu. Số lượng quái vật thì mình thấy là cũng chưa quá nhiều nhá. Đấy, đây, danh sách quái vật này. Nó sẽ chia ra 3 loại là common, thường, rare và cuối cùng là epic. Epic là màu cam, rare màu tím, common là thẻ thường. Tức là phần danh sách quái vật mà các bạn có thể thu thập được ấy. Nói chung là cũng không quá nhiều nhá. Chưa nhiều lắm, nhưng sau này thì có thể nâng cấp lên. Đây, nó sẽ update thêm các cái mưu thần mới để các bạn săn bắt kiểu kiểu như vậy. Đấy, rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhận thưởng thôi. Đại loại thì cái... mình nghĩ là các bạn cũng hình dung được phần nào cái lối chơi của con Code Room đây này rồi. Nó cũng khá là thú vị và cái đề tài nó khai thác thì thực sự cũng rất là hấp dẫn. Có chưa còn về cơ bản là một con game nhập vai chiến thuật thôi. Đó, kiểu kiểu như thế thôi. Đấy, nhận thưởng, khám phá các vùng đất mới, săn bắt quái vật là những cái mục tiêu mà anh em khi mà chơi cái con game Code Doomsday này. Đây mình có một con quái vật màu tím này, thử đi bắt nó nhé. Chúng ta sẽ phải sử dụng các loại thuốc đặc biệt thì mới bắt được. Ví dụ mình dùng thuốc thường, các bạn nhìn ở bên trên góc trái bên dưới này có loại thuốc này. Đó, mình đang có thuốc thường và thuốc màu tím. Thì tùy vào cái con quái vật ấy mà các bạn phải thử thuốc xịn thì mới có thể thu thập được. Đây mình đang sử dụng thuốc thường này. Đấy, không thu phục được luôn, anh em thấy không? Là phải... đấy, nó rất là trâu luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải... mình sẽ bắn tiếp nhá. Đáng nghĩa là mình phải sử dụng thuốc màu tím thì mới bắt được con này. Tức là nó có tỷ lệ, mình dùng thuốc thường này thì thường là tỷ lệ rất là thấp để có thể bắt được con quái thú này. Rồi, nó bỏ chạy rồi anh em, coi như là không bắt được rồi. Đó, đấy, như vậy thôi. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em về một con game nhập vai chiến thuật có tên gọi là Code Doomsday về chủ đề tận thế. Thì bạn nào quan tâm có thể tải con game này và chơi thử trên điện thoại Android nhé. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả. Các bạn sẽ phải tải file APK bên ngoài để có thể cài được đối với những bạn nào ở Việt Nam. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh AskCoV. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye! Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?